Tôi tức giận vì thực tế mà Barca đang đối mặt, thật đau đớn thay, chúng tôi sẽ chơi ở Europa League. Barca đã ở kỷ nguyên mới, cả đội phải làm việc rất chăm chỉ để trở lại sân chơi xứng đáng với tầm vóc của câu lạc bộ. Không phải Europa League mà là Champions League. Đó là những lời tuyên bố của Xavi sau trận thua tan tác trước Bayern Munich ở lượt về vòng bảng Champions League. Trận thua đẩy Barca xuống chơi tại Europa League. Phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ đến từ sự phẫn nộ khi sau 90 phút bất lực của các học trò, mà chính bản thân huyền thoại sân Camp Nou hiểu cái cảm giác thi đấu tại C2 ngột ngạt và khó chịu ra sao. Bởi anh đã từng ở đó, tính trong ban huấn luyện lẫn cầu thủ Barcelona hiện tại, chỉ có Xavi là người từng trải qua cảm giác thi đấu ở đấu trường hạng 2 châu Âu cấp độ câu lạc bộ trong màu áo của Barcelona. Đó là mùa giải 2003-2004, lần gần nhất Blaugrana phải xuống chơi tại UEFA Cup, tiền thân của Europa League. Lúc đó Xavi mới chỉ 23 tuổi, Piqué còn đang chơi tại đội trẻ, còn Gavi thậm chí mới được sinh ra đời. Kể từ mùa giải đó, bao thăng trầm, bao sự thay đổi đã xảy ra tại Camp Nou. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào trong suốt gần 20 năm qua, Blaugrana quay lại nơi đó. Cho đến ngày hôm nay, dĩ nhiên Xavi và các học trò còn chấp nhận thực tại tàn khốc rằng Barcelona hiện tại không còn sức mạnh của một ông lớn, có thể cạnh tranh ngôi vương tại Champions League. Điều Blaugrana cần làm vào lúc này là biến thịnh nộ, biến nỗi đau thành hành động, từng bước đặt những viên gạch, xây dựng lại đế chế Barca từ đống tro tàn. Và chức vô địch Europa League là viên gạch đầu tiên, cũng là viên gạch phù hợp nhất cho mục đích đó của đội bóng xứ Catalan, như lời tuyên bố đanh thép của Xavi. Mục tiêu ở Europa League, chúng tôi bắt buộc phải giành chiến thắng trong tất cả các trận và giành luôn chức vô địch ở giải đấu này. Nhắc đến Xavi, có lẽ các culé đang thầm cảm ơn Juan Laporta khi sa thải Ronald Koeman và đưa huyền thoại 42 tuổi về lèo lái con tàu đắm Barca. Sau giai đoạn chật vật khi mới về cầm sa bàn tại Camp Nou, Blaugrana dưới thời Xavi đang dần vận hành trơn tru, từ câu chuyện thiết quân luật trong nội bộ để các học trò đi vào nề nếp lẫn tập trung hơn, cho đến những thay đổi tích cực trong lối chơi. 8 trận liên tiếp tại La Liga, Barca vẫn chưa nếm mùi thất bại. Có ai ngờ được một đội bóng tháng trước còn ngụp lặn ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, nay đã hiên ngang góp mặt trong top 4 của giải bóng đá số 1 Tây Ban Nha. Bên cạnh tài cầm quân và truyền lửa của Xavi, cần dành một lời khen dành cho ban lãnh đạo đội bóng. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp và vị thế câu lạc bộ bị suy giảm, những cái đầu đầy sạn của bộ sở Blaugrana vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt trên trường chuyển nhượng. Sau khi vay được 622 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, đội chủ sân Camp Nou đã có thể chi tiêu thoải mái hơn. Barcelona sau khi chiêu mộ thành công Ferran Torres từ Man City với mức phí 55 triệu bảng, họ đã tiếp tục mượn thành công Adama Traoré từ Wolverhampton, đồng thời bổ sung một tay săn bàn chất lượng là Pierre-Emerick Aubameyang từ Arsenal mà không cần phải trả cho pháo thủ bất kỳ một khoản phí nào. Ngoài ra, họ cũng đưa một huyền thoại của đội bóng là Dani Alves trở về sân Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Chưa dừng lại ở đó, sự khôn khéo của ban lãnh đạo Barcelona đã thuyết phục thành công Samuel Umtiti giảm lương. Nhờ đó, Blaugrana có thể đăng ký các tân binh của mình vào thành phần tham dự các giải đấu. Đó là chưa kể đến việc họ cũng đã đẩy được người thừa Philippe Coutinho sang Aston Villa theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt 33 triệu euro. Trên lý thuyết mà nói, Barcelona đã có một kỳ chuyển nhượng thành công trên cả mong đợi và hiện tại Barca đang dần hồi sinh với đóng góp cực lớn từ các tân binh. Có Traoré, Barca dễ dàng kéo giãn hàng phòng ngự của đối thủ. Việc mở rộng hàng phòng ngự như thế vừa giúp họ tận dụng sức mạnh, tốc độ của cầu thủ người Tây Ban Nha, vừa tạo ra khoảng trống cho các thủ tấn công ở bên trong. Trong khi đó, Ferran Torres tuy chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình, nhưng với nền tảng kỹ thuật tốt cùng lối chơi đa năng, cầu thủ 21 tuổi sẽ là quân bài chất lượng cho huấn luyện viên Xavi. Còn khả năng săn bàn của Aubameyang đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua, và Dani Alves vẫn cho thấy tuổi tác vẫn không làm đẳng cấp của anh mai một. Hơn thế nữa, tinh thần và nhiệt huyết tận hiến cho Barca là liều thuốc không thể tốt hơn dành cho đàn em tại Camp Nou. Những tân binh kết hợp với những tiền vệ chơi đột biến và đầy thông minh kỹ thuật như Pedri, Gavi, De Jong. Về lý thuyết, đội bóng xứ Catalan đã có những quân bài chất lượng để sẵn sàng đưa cái tên Barca trở lại với hàng ngũ thế lực của bóng đá châu Âu. Dĩ nhiên vẫn còn đó những nỗi lo và vấn đề tồn đọng. Trận hòa trước Espanyol và thất bại tại cúp nhà vua trước đó là những minh chứng không thể rõ ràng hơn. Còn nhớ trong trận derby xứ Catalan, khi Alves không thể ra sân vì bị treo giò, Barca đã vận hành kém chân tru hơn hẳn. Người thay thế hậu vệ Brazil Serginho Des gây thất vọng lớn khi hoàn toàn lạc lõng giữa bộ máy của Xavi. Còn các mũi nhọn hàng công như Torres, Gavi cũng chơi không đúng với đẳng cấp của mình. Vì vậy, dù đã khởi sắc hơn, dù đã nhen nhóm lại phần nào niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng sẽ là không dễ để Barcelona cứu rỗi mùa giải này bằng chức vô địch Europa League. Mà trước mắt chính là trận lượt đi playoff với Napoli. Như đã đề cập, việc thiếu vắng Dani Alves khiến hệ thống lối chơi của Xavi không vận hành được trơn tru, và chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải nhanh chóng tìm ra cách khắc phục.
bởi người đồng đội cũ của ông không được nằm trong danh sách tham dự Europa League do quy định đăng ký tân binh của UEFA. Cộng với các ca chấn thương chưa hẹn ngày trở lại của những Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergio Roberto và Alessandro Bande, cùng với trường hợp mới nhất của Ronald Araujo sau trận hòa Espanyol. Chưa kể Clément Lenglet và Memphis Depay vẫn nằm trong diện bỏ ngỏ khả năng ra sân, Xavi sẽ phải cực kỳ đau đầu để chọn ra đội hình tối ưu nhất cho cuộc quyết chiến sắp tới. Với đội hình 4-3-3 đứng trong khung gỗ vẫn là người gác đền quen thuộc Ter Stegen. Đá cặp cùng Pique thay cho Araujo có thể sẽ là Garcia. Sergio Nunez nhiều khả năng vẫn được Xavi tin dùng ở hành lang cánh phải bởi hiện tại không có nhiều lựa chọn cho chiến lược gia 42 tuổi. Phía đối diện sẽ do Jordi Alba đảm nhận. Bộ ba tiền vệ sẽ là Frankie de Jong, Busquets và Pedri và ba mũi nhọn trên hàng công gồm Gavi, Ferran Torres và Adama Traore. Với Barca đã quá lâu để kể từ lần gần nhất họ hít thở bầu không khí tại Europa League, nhưng với Napoli họ là khách quen tại đấu trường C2 này. Với 9 lần góp mặt tại vòng knockout, dẫu cho thành tích của đội bóng miền Nam nước Ý không mấy vẻ vang khi 5 lần dừng bước ở vòng 32 đội, còn chiến tích tốt nhất của họ cũng chỉ là lọt vào bán kết mùa giải 2014-2015. Nhưng Napoli luôn là một kẻ khó chịu với bất kỳ một đội bóng nào. Barcelona hẳn cũng hiểu rõ điều này, còn nhớ ở vòng 1/8 Champions League 2 năm trước, Napoli đã khiến Blaugrana toát mồ hôi ở trận lượt về trong trận hòa 1-1 kèm theo là thẻ đỏ của Vidal. Chẳng phải xã giao mà Xavi đã rất thận trọng trước thềm trận đấu này. Napoli là một đối thủ ở cấp độ Champions League, một trong những đội bóng khó khăn nhất mà chúng tôi từng cầm hòa. Ở thời điểm hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Luciano Spalletti đang là đội sở hữu phong độ cao nhất Serie A lúc này với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 2 trận cầm hòa Juventus và Inter Milan. Trên bảng xếp hạng hiện tại, họ chỉ kém đội dẫn đầu AC Milan 2 điểm và đương kim vô địch Inter đúng 1 điểm mong manh. Cũng cần nhớ rằng, trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Man City và Sevilla để lọt lưới ít hơn Napoli ở mùa giải này. Thành tích phòng ngự tuyệt vời của Napoli có sự đóng góp rất lớn của Kalidou Koulibaly, trung vệ người Senegal giống như hòn đá tảng trước cửa khung thành của đội bóng chủ sân Diego Maradona. Kết hợp cùng với Amir Rahmani, Napoli đang sở hữu cặp trung vệ hay nhất Serie A. Ngoài ra, sự đóng góp tích cực từ tiền vệ phòng ngự Andre Frank Jambo Ancusa có thể khẳng định càng khiến hàng thủ của Napoli khó bị đánh bại. Sẽ là thử thách cho bất kỳ hàng công nào muốn xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Ospina. Trên hàng công, chân sút Insigne vẫn là ngòi nổ đầy nguy hiểm của Napoli. Tiền đạo 30 tuổi đã góp dấu giày vào 13 bàn thắng của câu lạc bộ miền Nam Italia, trong đó có 7 pha lập công và 6 đường kiến tạo. Anh sẽ là mối đe dọa bên hành lang cánh phải, nơi có thể là tử địa của Barcelona. Và đừng quên Osimhen, bản hợp đồng kỷ lục của Napoli. Họ đã bỏ ra 70 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Nigeria. Chân sút 23 tuổi nằm trong top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vòng bảng Europa League với 4 pha lập công. Với sức mạnh, tốc độ cùng kỹ thuật chơi bóng tốt, Osimhen hoàn toàn có thể là mối đe dọa của hàng phòng ngự Barca. Napoli những năm qua vẫn chưa có một danh hiệu danh giá nào, ngoại trừ Coppa Italia 2020. Chắc chắn họ rất muốn tiến xa tại Europa League năm nay. Dẫu vậy, Napoli cũng gặp vấn đề về lực lượng. Matteo Politano và Hervin Lozano đều dính chấn thương, trong khi hậu vệ Axel Tuanzebe vừa mượn được từ Manchester United vẫn chưa có tên trong danh sách dự Europa League. Về đội hình ra sân, có lẽ 4-2-3-1 vẫn được huấn luyện viên Spalletti sử dụng. Với người gác đền là Ospina, bộ đôi Rahmani, Koulibaly vẫn là hai viên gạch trụ của bức tường Napoli. Hành lang cánh phải được đảm nhận bởi Di Lorenzo, hậu vệ đa năng từng gây ấn tượng tại Euro 2020. Bên phía đối diện thuộc về Mario Rui. Ancusa, Ruiz sẽ quản lý khu vực trung tuyến của Napoli. Bộ ba hậu công bao gồm Enmas, Zielinski, Insigne và chơi cao nhất trên hàng công là Osimhen. Cả Barca và Napoli đều quyết tâm giành chiến thắng tại Camp Nou vào ngày 18 tháng 2 sắp tới. Một chiến thắng sẽ giúp Napoli có lợi thế hơn khi trở về thánh địa Diego Maradona ở lượt về. Còn với Barca, 90 phút sắp tới sẽ là thử thách đầu tiên trên con đường cứu rỗi mùa giải của họ và cũng là lời khẳng định cho sự tái sinh của đế chế Blaugrana.